Bạn có biết khói nhang hóa chất độc hại không thua gì khói thuốc lá? Với nguyên liệu 100% tự nhiên, nhang xanh mang đến các sản phẩm an toàn, chất lượng uy tín, phục vụ đời sống tâm linh của gia đình bạn. Hãy sử dụng nhang xanh để bảo vệ sức khỏe cho bạn và người thân trong gia đình. Thông tin chi tiết xem tại mô tả dưới video này. Phát minh lại bồn cầu, tỷ phú Bill Gates sẽ tiết kiệm cho thế giới 233 tỷ đô la Mỹ. Theo tỷ phú Bill Gates, việc phát minh lại bồn cầu và nhà vệ sinh cũng là một cơ hội kinh doanh béo bở. Tỷ phú Bill Gates có một niềm tin mãnh liệt vào tầm quan trọng của nhà vệ sinh. Ông cược lớn rằng việc phát minh lại những chiếc bồn cầu có thể cứu sống hơn khoảng 500.000 người và tiết kiệm khoảng hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation đã đầu tư hơn 200 triệu đô la Mỹ trong suốt 7 năm qua để nghiên cứu về vấn đề vệ sinh và môi trường. Đã có rất nhiều ý tưởng và thiết kế thú vị giúp giải quyết vấn đề về chất thải, chuyển hóa chất thải con người thành nước sạch và phân bón. Những công nghệ mà bạn thấy ở đây chính là những tiến bộ quan trọng nhất của vấn đề vệ sinh và môi trường trong 200 năm qua. Tỷ phú Bill Gates chia sẻ tại hội chợ triển lãm tái phát minh nhà vệ sinh diễn ra tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông cho biết thêm rằng trong chất thải con người có khoảng 200.000 tỷ tế bào virus, 20 tỷ vi khuẩn, 100.000 trứng giun ký sinh. Và một phương pháp mới giúp loại bỏ toàn bộ những tác nhân gây hại này sẽ giúp cứu sống hơn 500.000 người và tiết kiệm cho thế giới 233 tỷ đô la Mỹ. Một phương pháp mà Viện Công nghệ California đưa ra theo Bill Gates là siêu thú vị, đó là sử dụng lò phản ứng điện hóa để phân hủy nước và chất thải con người thành phân bón và hydro. Hydro có thể được lưu trữ trong các tế bào năng lượng hydro để dùng làm năng lượng. Cơ hội vàng. Xử lý chất thải con người thực sự là một cơ hội kinh doanh béo bở. Cố vấn cấp cao của UNICEF, ông Guy Hunt cho biết, việc xử lý chất thải con người đúng cách là một đầu tư hấp dẫn. Với nhu cầu chưa được đáp ứng khoảng 2,3 tỷ người, đây thực sự là một thị trường tiềm năng và đem lại nhiều lợi ích cho cả xã hội. Các công ty và startup công nghệ hoàn toàn có thể coi đây như một cơ hội kinh doanh nếu như họ đưa ra được giải pháp hợp lý, Bill Gates khẳng định. Cũng tại hội chợ triển lãm tái phát minh nhà vệ sinh, có rất nhiều công ty công nghệ góp mặt như Sharon Technologies của Mỹ, Iram Scientific Solutions của Ấn Độ, CRC Corp và Ecosen của Trung Quốc. Tỷ phú Bill Gates chia sẻ một cách hài hước rằng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một chuyên gia về vấn đề này. Tôi và Melinda không ngừng nói về nhà vệ sinh, bồn cầu và phân ngay trên bàn ăn. Tham khảo Bloomberg, đăng trên ttvn.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.